Trình bày với bạn, tớ đã toàn bị mấy người kẻ thù hãm hại thôi. Cái thằng tù sinh ra nó là đệ đệ của con chó nào ở dưới Hải Dương các bạn ạ. Hôm trước tớ đi hát được người ta phát cho hai miếng đất, mua đất là một miếng đất ở Phú Thọ và Thái Bình các bạn ạ. Thì tớ rất hay ở Thái Bình, biển Thái Bình là biển 17. Thế còn mấy cái người Hải Dương này như này, lúc trước tớ đẻ ra đứa con trai, không biết thằng một con nghiện ở dưới Ninh Giang, nên một con Nguyễn Thiên Đập 100 tuổi và biến thành 30 tuổi, nó bắt con tớ đi và bây giờ giấu đi, không biết thằng Peter ăn nằm với nó bây giờ, toàn về giết mẹ thôi. Thế tớ đã không ở đất này, hôm qua nó cấm đất tớ không được về Hải Dương. Thế bây giờ không có bạn, hôm qua con xem cái MV cây xoài nhân bản không, nó lừa tôi về nhân bản vô tính cái cây. Thế tôi vừa mới phòng thí nghiệm ra, bố tôi là bạn xe dựng sao đỏ, bố tôi vừa gọi điện cho nó hôm qua, mấy anh ở dưới Hải Phòng đã bảo rồi, nó cái giờ hôm trước tôi nhân bản cái xoài đấy cách đây nửa 3 tháng, thế nó ăn cắp cái phần mềm cái xoài đi dưới nước đi, xong nó giấu vào phòng thí nghiệm ăn cơm với nhau, nghĩa là nó muốn đâm chết tôi để cấp giải nốt. Học tôi đã không tính toán rồi. Thế hôm qua tôi dưới Hải Phòng, bố tôi mua miếng đất cho tôi ở dưới, tôi đi làm, thế nó gọi điện xong não, nó gọi điện xuống đấy, nó lừa tôi về để nhân bản vô tính cái cây. Thế hôm nay tôi vừa phẫu thuật cái cây khoảng 2-5 phút xong, tôi đi ra mua cốc nước ở cái nhà Nguyễn Siva đấy, thế nó tàng hình cho người đệ tử kéo xe tớ, tông xe tớ ở đấy, nó mà chở một két bia có năm, một cái ô tô có 5 két bia. Thằng tù ở dưới Ninh Giang toàn hiếp dâm giữ nhân thể đàn bà để đâm chết thôi, nó đi hiếp dâm đàn bà toàn không trả tiền. Thằng này là cây độc không trái, nó không bao giờ có con đâu các bạn ạ. Nó thành quyền tớ nhân bản cái xoài không có con, sáng nay anh trai tớ phải đặt nhân thể để nhân bản lại cái xoài khác. Con chó này trả thù tớ, nó chở một cái xe máy, một thằng áo đá, nó chở 10 két bia tông thẳng vào xe của tớ các bạn ạ. Nó giả vờ nó ngáo đá và nó say. Tớ đề nghị cơ quan pháp luật xử bắn thằng tử hình thằng chó này. Nó bắt ngay thằng Quân hay thằng Quyền gì nó Ninh Giang, thằng này nhà nó chơi cọc các bạn. Thằng này biết tớ là ca sĩ toàn đi theo hết dâm trộn để đâm chết nhân thể thôi. Nó dụng lúc bảo vệ tớ không nhà, nó tàng hình xuyên không lên đây bảo vệ nhà tớ kêu rất là nhiều, toàn đi theo hãm hại. Nó kéo xong nó kéo dọc dây của tớ xe, ngã xe dọc đường các bạn ạ. Mà con chó rất là khốn nạn nhá, toàn hiếp dâm đàn bà không trả tiền, bảo vệ nhà tớ 100 phòng bảo vệ cặp ai cũng đuổi nó ra nhưng mà nó đéo chịu ra, nó cứ đến nhà quậy phá. Biết tớ là ca sĩ hoàng hoa của tổng lãnh chúng ngoài hành tinh mà, biết chồng tớ là tổng lãnh chúng ngoài hành tinh, trả vào hiếp dâm nhân thể tớ, nó nằm con phò nưỡng tính, nó biến thành đàn ông hiếp dâm là nhân thể đàn bà, nó sờ chim nhân thể chồng tớ nhân thể, tại vì chồng tớ đặt nhân thể xong làm nó biến thành bà đi ngủ với chồng của tớ các bạn. Nó còn cắt ngực của tớ bằng các bạn ngực tớ trên TV từ A đến Z ngày xưa. Nó lừa tớ thằng Peter này chui bụng của nó bẻ ra 20 cái răng của tớ, tạt axit. Nó bảo bố mày là con phò cái điếm ở trên tiên giới đầu thai bụng mày để tạt axit. Nó nhuôn thần một con đàn bà nhưng mà nó là đàn ông các bạn ạ. Nó đầu thai rất là bụng người đàn ông, bây giờ nó đi các tinh cầu ăn cắp được mấy cái phép phù thủy để toàn đi theo hãm hại người ta thôi, hiếp dâm tâm chất đàn bà hoặc vào nhà cướp đất cướp nhà người ta các bạn ạ. Nó vừa tông tớ tại nhà Nguyễn Siva ngay cổng nhà chùa, sau này tớ đề nghị cơ quan xác lập được tử hình đó. Con chó này, thằng này là thằng tù đâm chết cả mẹ đẻ của mình các bạn.